VFF đã có ứng viên cực khủng thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park dẫn dắt tuyển Việt Nam đấu Dortmund. Hoàng Thịnh lại lỡ hẹn với Đỗ Hùng Dũng. VFF đã có ứng viên cực khủng thay huấn luyện viên Park. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF được cho đã lên sơ bộ kế hoạch tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Như vậy, sẽ không có một bản hợp đồng gia hạn nào nữa giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vào trưa ngày 17 tháng 10, VFF công bố hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng sau ngày 30 tháng 1 năm 2023. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Sự ra đi của huấn luyện viên Park Hang-seo là điều đã được dự báo từ trước, nhưng vẫn mang đến niềm tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải hướng đến tương lai mới và công cuộc tìm kiếm vị tân thuyền trưởng cho những chiến binh sao vàng đã phải rục rịch tiến hành. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hé lộ đã có kế hoạch sơ bộ về việc lựa chọn người thay thế huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Được biết, VFF đã có trong tay danh sách những ứng viên rất đẳng cấp để kế nhiệm vị trí của nhà cầm quân 65 tuổi. Khả năng họ sẽ tiếp tục ký hợp đồng với một huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì đây mới là quá trình tiếp xúc ban đầu. VFF cũng cần nhiều thời gian để xem xét các lựa chọn. Một quan chức của VFF hé lộ kế hoạch tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam. Việc tìm huấn luyện viên thay thế ông Park là vấn đề cần được tính toán hết sức cẩn trọng, cần xin ý kiến của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, các chuyên gia có uy tín. Từ nay đến hết tháng 1, thời gian còn dài nên chúng tôi sẽ phải bàn bạc kỹ lưỡng, sẽ lên danh sách ứng viên và chất lượng ứng viên cần phải đủ tốt. Vị quan chức VFF này cho hay, hiện tại trợ lý Lee Jong-jin và huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là Gong Eun-kin đang được truyền thông nhắc đến nhiều như là lựa chọn lý tưởng thay thế huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Đây đều là những chiến lược gia người Hàn Quốc có thâm niên gắn bó với bóng đá Việt Nam và phần nào chứng tỏ được năng lực. Không những vậy, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong cũng từng được báo giới gọi tên với những tin đồn chia tay đội tuyển xứ Vạn Đảo sau thảm kịch Karun Juhan. Tuy nhiên, khả năng nhà cầm quân từng góp mặt tại World Cup này tới đội tuyển Việt Nam là không cao. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam đấu Dortmund. Đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Borussia Dortmund vào cuối tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Borussia Dortmund và Next Media đạt thỏa thuận về việc tổ chức trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội bóng nổi tiếng của Bundesliga. Sự kiện này diễn ra vào ngày 30 tháng 1 tại sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội. Dortmund có lực lượng cổ động viên đông đảo ở Việt Nam. Dortmund muốn biết thêm về văn hóa con người ở Việt Nam. Tôi hy vọng huấn luyện viên trưởng Edin Terzic cùng với các cầu thủ sẽ mở mang và tìm hiểu thêm về nơi này. Ngoài ra, Dortmund cũng chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ, những gương mặt nổi tiếng như là Marco Reus, Pulisic đều từ Dortmund phát triển. Thông qua Next Media, chúng tôi hy vọng tạo mối quan hệ bền vững với VFF. Dortmund có thể tạo điều kiện để cầu thủ Việt Nam sang Đức tập luyện. Ông Bekazik Skon, giám đốc thương mại và kinh doanh quốc tế của câu lạc bộ Dortmund phát biểu. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam nằm trong chương trình du đấu Đông Nam Á của Dortmund trong tháng 11 và tháng 12, đó là thời điểm Bundesliga và các giải đấu châu Âu tạm nghỉ khi mà World Cup diễn ra. Những cầu thủ dự World Cup của Dortmund sẽ không thể tham gia chuyến du đấu này. Tuy nhiên, lực lượng còn lại của đội bóng Đức vẫn có nhiều ngôi sao hàng đầu. Đại diện của đội bóng Đức nói thêm, chắc chắn Dortmund sẽ mang tới Việt Nam đội hình mạnh nhất có thể trong trận giao hữu tháng 11 tới đây. Thực tế là ở thời điểm này, tôi chưa thể nói rõ chính xác cái tên mà Việt Nam do các đội tuyển chưa công bố danh sách tập trung cho World Cup. Nhưng tôi chắc chắn là lực lượng Dortmund sáng đá giao hữu quốc tế với Việt Nam sẽ là mạnh nhất. Ông Nguyễn Trung Kiên, tổng giám đốc của Next Media nói, Dortmund là một trong hai câu lạc bộ lớn nhất của Đức và nhóm đứng đầu châu Âu hiện tại. Họ cũng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe như là khách sạn phải thuộc diện tốt nhất Hà Nội như là Metropole, Capella. Lực lượng của Dortmund sang Việt Nam cũng gần 200 người và không chỉ là cầu thủ mà đó còn là các đội ngũ chuyên gia. Trận giao hữu với Dortmund là cơ hội cọ sát bổ ích cho đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trước khi ông hết hợp đồng với VFF. Hoàng Thịnh lỡ hẹn với Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu tại trận tiếp câu lạc bộ Hà Nội vào buổi tối ngày 19 tháng 10 do đã lãnh đủ 3 thẻ vàng tại các trận đấu trước vòng 20 của V-League 2022. Công ty VPF thông báo 6 cầu thủ phải nghỉ vòng 20 vì đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Đáng chú ý là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất tiền vệ Hoàng Thịnh, chốt trận tin cậy của huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Thành tại tuyến giữa trong trận đấu với đội đầu bảng Hà Nội. Hoàng Thịnh nhận 3 thẻ vàng trong 3 chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Bình Dương, đội Nam Định và Đà Nẵng. Tại trận lượt đi hòa câu lạc bộ Hà Nội không đều, cầu thủ sinh năm 1992 không có mặt vì chấn thương chưa bình phục. Đây là lần thứ hai mà Hoàng Thịnh lỡ hẹn với Hùng Dũng khi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhau. Tại trận lượt đi, Hùng Dũng ra sân từ phút 60, đó cũng là trận đấu đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1993 sau khi bị gãy chân hồi tháng 3 năm 2021.
tại trận đấu tới, Hùng Dũng có tên trong danh sách di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh thi đấu. Trong khi đó, Hoàng Thịnh chỉ có thể tập luyện ở đại bản doanh mới của đội và sẽ không thể ra sân gặp lại đồng nghiệp trên sân Thống Nhất. Trước trận đấu vài ngày, Hùng Dũng bất ngờ gửi tặng Hoàng Thịnh một đôi giày kèm với lời chúc tình cảm. Hai người hàn gắn tình cảm, Hùng Dũng lại bỏ qua tai nạn gãy chân mà Hoàng Thịnh đã vô tình gây ra lúc trước. Không có Hoàng Thịnh, huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Hành mất một phương án ghi bàn. Hoàng Thịnh đã ghi 3 bàn từ đầu mùa và tạo dấu ấn bằng những tình huống sút phạt cũng như là sút xa với lực rất căng từ ngoài vòng cấm địa.